tình của anh là Phạm Vương Đức, là từng sống tại Quảng Ninh, một YouTuber nhiều niềm hy vọng, cả một tấm lòng chân tình. Mới làm YouTube chưa được một năm, anh đã gặt hái nhiều thành công. Các bạn luôn chờ clip của anh vào 5 giờ chiều và ước mong. Chặng đường đầu tiên mà anh bắt đầu đó là vào ngày TikToker 2020 đã bắt đầu với những kỷ lục đã phá vỡ. Các bạn yêu quý anh, tụi mình sáng tạo ra những trend, clip triệu view nằm ở TikTok, các bạn sẽ phải đu trend. Mới bắt đầu từ hai bàn tay trắng, ai cũng gặp cản trở. Anh thường xuyên ra nhiều clip, bởi vì vinh quang còn thang chờ. Từng ngày phát triển và học hỏi, không ngừng làm việc và siêng năng. 2021 đã thành công, bởi vì nhiều thứ mình đang cần. Đối với tựa game sinh tồn, anh biết được nhiều người bạn hơn, cùng họ chơi game và quay clip chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Cùng nhau thoải mái mang lại kỷ niệm đang nhớ không thể quên. Mắc được một thứ nhận lại một người, đó là suy nghĩ không có ổn. Một người bản thân của anh, đó chính là anh Văn Quỳnh. Tình cảm anh em là mãi mãi, giống như một chiến thắng. Văn Quỳnh giúp đỡ anh em những lúc khó khăn, nếu mà anh em có cần sẽ cùng nhau phát triển và cùng theo dõi từng bước chân. Một người cùng anh đi trên con đường này, đó chính là chị Mon. Món quà to lớn mà anh nhận được cùng quay clip thật mê nhon. Chị Mon và mọi người động lực quay những clip hay, xây dựng tất cả mang tên nước mộng từ một đôi bàn tay. Bấy lâu nay đã được anh Đức Mộng TV thành công và tái hiện lại. Ước mơ hồi nhỏ của mình sẽ trở thành một chú công an, nhưng ngày chọn mình là YouTuber đã được ông trời ban. Những clip mang lại giải trí với những mình mới đi học về, ngồi xem clip của anh sức lực mọi người rất tràn trề. Gặp tới Đức Mộng xong kiếm hợp bên mang lại niềm vui cho mọi người. Các bạn nhỏ xem anh chị lúc nào cũng vui cười. Cùng nhau vượt qua những thử thách, cùng nhau vượt qua những khó khăn, không phân biệt tuổi tác, anh chị thương nhau thật lòng. Nhưng có những lời dèm pha anh không cần bận tâm, chỉ cần anh chị hạnh phúc vượt qua những thử thách xa xăm. Em chúc anh thật nhiều thành công, sẽ đạt 1 triệu subscribe, nhận ngay nút vàng cầm ở trên tay nó sẽ vào năm nay. Luôn chăm chỉ làm nhiều video, các bạn mong cho anh miệt mài. Một YouTuber mang lại tiếng cười, đó là Đức Mộng chứ không